Hello. Mình thấy cái này nó cũng khá vui. Mod cho cái trò Senkiro. Một cái trò mà lâu lắm rồi mình mới chơi game dạng chặt chém kiểu này, mà mình thấy game này nó khá thú vị. Thế nên mình cũng có add một số mod của nó vào để chơi cho nó vui. Nó không liên quan gì tới vấn đề gọi là hack game hay là tăng độ dễ cho game hay là cái gì cả. Nó đơn thuần chỉ là chỉnh sửa lại giao diện của game để cho bản thân nó đẹp hơn thôi, chứ nó không liên quan gì tới chuyện bạn hack máu rồi hack đam rồi hack gì đó. Cái đó mình nói chung chơi bạn nào đã chơi cái game Senkiro này á thì thật ra là mình muốn ăn hành, nói nghiêm túc là mình muốn bị ăn hành đấy, chứ chứ không phải mình muốn tạo đổi, mình muốn vượt qua nó. Tự vượt qua thì nó mới vui đúng không? Chứ còn chuyện ông hack cho nó, ông chỉnh hack hay là ông đào bản sale của ai đó về rồi ông chơi thì nó vớ vẩn quá, mình không bàn. Ok, thì cái thứ đầu tiên mà mình sử dụng đó là bản Việt hóa của, ở trên này thì chắc là hội game Á Châu, mình không biết là ai nữa, nhưng mà cái tên của cái nhóm họ 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 dùng từ là hội game Á Châu là HGAC, thì mình đoán đây là trang chủ, trang chính thức của họ rồi, là hội game Á Châu. Họ Việt hóa cái game này. Bạn có thể nhìn thử một số nút ở đây. Hình nó hơi nhỏ, nhưng mà nói chung mình thấy mình chơi thử thì mình thấy phong nó rất là giống phong gốc và nó khá là đẹp, thế nên mình dùng phong này. Một phần là có nhiều từ ở trong game á, mình không hiểu lắm. Mình muốn có bản tiếng Việt mình chơi luôn cho nó, lúc có những cái đoạn nó nói chuyện, nhân vật nói chuyện với nhau á, bạn hiểu được cái cốt truyện hơn, mà thấy nó hay hơn. Ok, thì nói chung tất cả những cái link ở trong này thì tí nữa mình sẽ post ở dưới cái video đó để cho nhắn trực tiếp cho nó dễ. Về cài đặt thì rất là đơn giản thôi, bạn đọc theo hướng dẫn của họ rồi làm thế là được. Thì đó, ok, sau khi bạn cài xong tiếng Việt thì mình sẽ tiếp tục cài một số mod để chỉnh lại áo quần của nhân vật, hoặc là kiếm vũ khí, rồi thêm nón thêm râu gì đấy. Cái đấy thì tùy bạn. Ok, thì tiếp theo là bạn phải cài cái mod của tên là Senkiro Mod Engine, là của Nexus Mod. Trang này họ làm rất nhiều mod, rất là nhiều mod hay. Thì cái pack này thì đơn giản lắm, bạn đào về thì nó sẽ có một cái file, bạn chép nó vào thư mục game xong rồi nó có thêm một cái file .ini. À, mà thật ra thì họ ghi rất là rõ trong hết rồi, cũng các bạn chỉ cần đọc theo hướng dẫn và làm theo thôi. Nói chung mình thấy nó rất là dễ, thế nên mình cũng không nói gì thêm. Tại vì nó đơn giản lắm. Đây, nó có một cái thư mục tạo sẵn, thư mục là mod, bạn chỉ cần tạo cái thư mục mod là được, ở trong cùng cái file ESR của Senkyo là được. Thì sau khi bạn gài cái mod gốc này á, thì bạn mới bắt đầu có thể thêm quần áo, giày dép gì vào của nhân vật vào được. Ok, thì sau khi tạo cái engine mod xong thì ok, mình thấy cái giao diện của cái bộ này nó vui vui. Thật ra thì không phải là vui nữa, mà đơn giản là màu tím thì nó nổi. Thì lúc bạn chơi bạn sẽ thấy nó nổi, nhân vật nó nổi ở trên màn hình lên á, giữa một bầy quái các kiểu, thì bạn thấy bạn nghênh một cái màu tím lè lên thì bạn thấy bạn sẽ nổi bật hơn. Thì mình xài cái bộ áo quần này. Còn bạn nào mà thích bộ khác thì cứ vào phần weapon và armor gì đó của Nexus Mod, bạn cứ kiếm cái bộ nào bạn thấy nó ưng mắt của bạn là được. Mình chỉ đang nói ở đây là mình đang dùng bộ này. Hồi đầu thì mình có dùng bộ Akatsuki của trong Naruto ấy. Đó là nó dùng họa tiết hình đám mây màu đỏ hoặc là màu trắng, nhưng mà thôi bây giờ mình quay lại bộ màu tím đi, mình thấy bộ màu tím cũng được. Vũ khí thì rất là khó để mà nói, tùy tùy bạn thích cái vũ khí mà hình dạng như thế nào thôi. Thì ban đầu là mình dùng bộ kiếm của thằng cát của doanh chính Tần Thủy Hoàng, nhưng mà ở cái clip này thì mình chuyển sang mình dùng cái kiếm thường thôi. Đây là kiếm này, nhưng mà nó có hoa văn ở trên kiếm. Thì mình dùng kiếm này, mình đổi sang kiếm này, tại vì mình thấy cái chiều dài của cái kiếm này nó cũng khá tương đồng với cái kiếm gốc ở trong game, thì mình sẽ cảm giác được cái tốc độ
đánh các kiểu ấy, nó thời cái thời gian và khoảng cách nó quen nhìn thì mình cảm giác vậy thôi. Cái bản mod này thì họ có làm thêm một cái vỏ kiếm màu trắng, nhưng mà mình lại không dùng bản này. Mình thì vẫn dùng bản mình thích cái màu đen hơn, nhưng mà không biết nè, mình dùng bản này, cái vỏ kiếm màu này. Ok, thì bạn nào thích hình ảnh trong game nó đẹp hơn thì bạn có thể xài thêm một bộ là Resnap. Hình ảnh nó sẽ ở đây họ không có để hai cái hình trước và sau để bạn tham khảo thì nó dễ nhận hơn, nhưng mà nói chung mình dùng thêm một bộ Resnap nữa trông cho nó đẹp thôi, chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vấn đề độ khó cho game cả, thành tí là cho nó đẹp thôi. Ok, tiếp theo là mình cài một cái mod cuối cùng mà hiện tại mình đang dùng, đó là Sekiro Unlock and More. Thì ok, cái này thì mình sẽ bật cái file đó lên luôn cho nhìn cho nó dễ. Ok, đây là cái file đây. Thì cái bộ Sekiro này, nói chung là bạn sẽ đọc, bạn phải đọc cái description của nó để biết được các bước để làm như thế nào. Tổng thể thì nó sẽ có một cái bước frame rate lock, tại vì mặc định của game là nó sẽ lock ở 60 fps, và nó hỗ trợ độ phân giải là và nó hỗ trợ là 16.9. thì cái màn hình của mình nó đang chạy 21.9, thế nên mình sẽ phải dùng cái mod này để cho nó full màn hình, và nó có thể chen FPO là cái độ xa gần của game á. Ok, cái này thì tí nữa vào game mình sẽ nói cho nó dễ nhìn hơn. Và một số mod cá nhân mình thì mình dùng cái tính năng này nè, đó là auto lost em, tức là tự lụm đò, đánh con quái xong rồi nó sẽ tự lụm luôn, mình đỡ mất công nhặt. Và mình nghĩ cái đấy nó không ảnh hưởng tới vấn đề cách chơi của game. Đây là một trong những cái mod nó giúp mình đỡ mệt hơn thôi, chứ bạn chơi đánh theo con quái rồi bạn phải chạy tới nhặt nhìn nó hơi hãm. Bây giờ cái đấy thì mình nghĩ nên auto đi, thật ra cái game họ cũng nên làm như vậy rồi, tại vì mặc định đánh theo con pet thì người ta phải nhặt đò đúng không? Đánh theo con quái thì người ta phải nhặt đò chứ, tại vì bắt người ta phải ngồi nhặt tay nữa, mẹ đất hiểu. Mà số option khác thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề trải nghiệm của game, nó cũng thuộc lại gọi là một bản hack nhẹ. Ví dụ như đây là chế độ game pit này, thì bạn có thể giảm cái tốc độ của game xuống, ví dụ như đang để 100%, bạn có thể giảm xuống 30 thì tốc độ nó sẽ rất là chậm, bạn có thể nhìn được cái thời gian mà con quái nó đánh bạn, thì bạn để mà bạn dơ kiếm là bạn đỡ. Thì nó cũng tương tự như một cái hình thức hack game, nhưng mà mình nghĩ nếu mà bạn nào cảm giác game nó khó quá thì có thể tập luyện từ từ bằng cách giảm xuống 50% tốc độ đánh, để nhìn cái lúc mà con quái vật đó, nó đánh bạn, nó chém bạn, thì bạn dơ kiếm là bạn đỡ. Mình tập dành cho nó quen animator của nó để mình đánh cho nó dễ thôi. Ok, kiểu nó như vậy. Ok, đấy, tập thể thì như vậy rồi. Ok, thì bây giờ mình lát game lên thôi, lát game mình đã nhìn. Mặc định thì cái add-on unlock này á, nó sẽ phải bật bằng chế độ cửa sổ đầu tiên chứ không phải là chế độ full size. Mình đang để full size, mình phải chuyển nó sang chế độ gọi là cửa mà màn hình Windows á. Ok, bạn có thể thấy tiếng Việt rất là rõ thấy không? Bạn vào đầu hả, bạn chuyển nó sang chế độ cửa sổ. Vâng. Lại có. Ok. Đây, bạn sẽ thấy rất là rõ. Mình sẽ vào game để cho bạn nhìn tất cả các setting của cái phần unloader này. Ok, đây là cái game, bạn có thể thấy nhân vật của mình nó đang mặc bộ đồ màu tím thấy không? Thật ra thì trên cái khăn choàng của họ nó có một cái chữ, nhưng mà mình đất biết nó chữ gì mà mình quên bố nó cái description thằng tác giả nói là cái nó đây làm gì rồi. Kiếm thì mình đang dùng cái kiếm hồi nãy mình nói đấy, bao kiếm màu đen và kiếm ở trên nó có họa tiết. Rồi mình sẽ cố gắng zoom nó lại gần một tí để bạn có thể nhìn cái kiếm. Vỏ kiếm thì kiếm cũng khá cổ điển.
ở trên nó có chữ nhưng mà thật ra nó không đọc được. Không có nào đọc được cái chữ ở trên cái game. Ok, mình sẽ thử cái chế độ gọi là đây, bạn có thể thấy lúc mà mình chan F FOV, bạn thấy cái hình ảnh nó dài ra không? Đó. Thường thì mình hay để nó zoom rộng ra thì bạn sẽ quan sát được nhiều hơn. Này, bạn có thể thấy nhé, chế độ mặc định của nó này. Ok, mình thấy nó có thể zoom tới nữa. Mình nghĩ nó có thể đoạn này hay nè. Mình chưa bao giờ thử trừ zoom tới cả. Trước giờ mình chỉ zoom xa thôi. Nhưng mà hôm nay lúc mà để quay cái clip này thì mình nghĩ mình nên zoom tới để nhìn cho được cái vũ khí này. Đấy đấy, ok, bạn có thể bây giờ mình có thể thấy rất là rõ cái vũ khí rồi đúng không? Rõ hơn một tí chứ mà cũng nói rất là rõ cũng hơi quá đáng. Ok, nhưng mà lúc này nhìn được rất là rõ cái thanh kiếm. Nó cái cục để mà nó giữ đồ ấy. Ok, ở trên này có thể thấy được chữ, đây là thanh kiếm của bạn. Trước giờ mình chưa thử zoom gần hơn, tại vì thường mình đã zoom xa không à. Ok, mình sẽ để lại. Đây là chế độ mặc định của game thì nó sẽ như thế này. Thường thì mình để nó zoom xa một tí để mình nhìn người cho nó rõ. Cái đây này. Đây. Bạn sẽ thấy nó zoom xa hơn. Tắt game thì là Ctrl P. Đây, người ta thấy cái khung cảnh nó rất là nhìn nó sẽ rộng hơn thấy không? Ok. Thì nói chung sau khi bạn chỉnh xong hết á thì bạn sẽ chuyển nó về chế độ full size như bạn hay chơi thôi là được. Ok. Đây, bạn có thể thấy sau khi mình chuyển lên full size thì cái hình của mình nó là rộng đúng không? Tại vì nó, màn hình này là 21:9 mà nó sẽ hiển thị nhiều cái không gian để bạn chơi hơn. Này, ví dụ như vậy. Đây. Ok, đây bạn có thể thấy rõ con quái đứng đây ha. Vậy thấy con chó hay con gì mình đoán nó là con chó chứ mình cũng không biết nó là con gì. Ok, và những cái món đồ trong game thì nó đã được dịch sang tiếng Việt hết. Bạn có thể thấy nhá. Đây. Ồ, cái mô hình ảnh này, thật ra thì mình mới chơi thôi, mình cũng chưa hiểu cái hình ảnh là cái gì nữa. Mang theo 9 trên 15, mình đang có 9 15 rồi. Mấy cái này thì mình không hiểu nó là gì, mình chỉ biết cái hình ảnh thôi, nhưng mà mình không hiểu nó là cái gì thôi. Hình ảnh là giống như thế mạng à, chết rồi có sống lại à. Cường hóa thực tế tính chất không đủ 4 Phật trâu cần thiết. Thật sự là cũng nhờ được tiếng Việt mình mới hiểu nó muốn cái gì ấy. Chứ còn bình thường mình cũng không hiểu ý nghĩa của nó là cái gì lắm. Ok, nói chung mình đánh thử một vòng đi. Thì như mình nói đấy, cái mod này nó thật sự thì nó cũng chỉ để tăng độ đẹp thôi chứ nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề bạn chơi chơi hay không thì vẫn do tay nghề của bạn thôi. Mình thì cũng mới chơi thôi nên mình cũng chơi cùi lắm, mình chơi được cái trò này mới có một ngày thôi. Ok, bạn thấy rớt đò là tự nhặt nhé, mình không có ấn nút lụm đò. What the hell is it? Hiện tại thì mình đang chơi cái chiến thuật gọi là du kích. Có nghĩa là mình nhảy xuống mà mình thấy chí mạng được đứa nào thì mình giết, còn không thì thôi. Tại vì mình chết ở cái đoạn này nhiều lắm rồi, mình không muốn chết nữa. Ok, nhờ chiến thuật đánh du kích thế này thì mình đang full cái máu. Mình chưa mất tí máu nào cả. Ow, man. Tại sao mấy bạn lại khó chịu như vậy?
Ủa, mới nói xong phun cái máu, tụi bay đông vậy? Cái thằng khỉ này, nó cứ đỡ vậy sao đánh nó đây? Ok. Đây là, đây không biết tại sao, có vẻ do là mình chơi chính thịt du kích á, thế là mình giết người hơi bị kinh. Ừ, rồi chết sạch hết rồi. Chỉ còn một con mini boss, mình nhớ con nó to đùng, nó cầm cái búa ấy, mẹ đánh, không biết đánh sao cho nó chết. Vâng. Mọi khi mình nhớ nó đứng ở đây, nên cũng đã bỏ ra đây, mà hôm nay mình không thấy nó đâu hết. Ồ, mới nói xong thì thấy nó rồi. Mà thật sự là không biết đánh con này sao cho nó chết nữa, thật sự luôn á. Đấy, mình vừa mới nhảy vào là nó đã tán cho mình một phát, con mẹ nó. Ok, hồi máu nó hiện trị trị. Rồi, lục má ngồi cười với nó luôn. Thôi, bỏ đi. Địt con mẹ. Ok, mình hồi sinh rồi, mình chạy thôi. Thật sự thì con này mình không biết đánh sao cho nó chết nữa. Ok, con này dùng nắm trò. Nó chuyển sang từ tiếng Việt nên nó hơi buồn cười. Ok, mình có cần làm cho nó mù được không? À, địt con mẹ nó. Mình lấy lần đầu tiên mình xài trò, thế nên mình cũng không biết xài. Trước giờ mình không xài trò bao giờ cả. Thôi. Vâng, hình thì tử về chết. Ừ. Đấy. Không thể chịu nổi. Mình tới giờ mình không biết đánh con nó kiểu gì nữa. Không biết đánh sao cho nó chết nữa. À, nó dịch sang tiếng ngoại vi Akasa. Riêng một số từ mình nghĩ nó dịch sang tiếng Việt thì hay, nhưng mà một số từ mình nghĩ nó không nên dịch sang tiếng Việt. Tại vì như vậy nó dịch không có vẻ không được đúng lắm. Đương nhiên là như mình nói đấy, mình dùng bản Việt hóa là để coi một số cái câu thoại, tình tiết nó dịch sang tiếng Việt cho mình dễ hiểu thôi. Chứ nói sao thì nói, chơi game bạn thì vẫn nên để cái từ gốc nó sẽ tốt hơn. Giống như bạn tranh luận với ai hay bạn tham khảo ý kiến ấy, thì bạn sẽ dễ nói chuyện hơn. Với bạn kêu ta đang ở vùng này, mấy chú bây giờ chỉ tiếng Việt, bạn không biết bạn đang ở khúc nào trong bản đồ nữa thì nhục lắm. Bọn này máu chó quá. Thật sự thì mình thấy đánh một đứa được, thì đánh hai đứa là mình sẽ xỉu ngay. Mình đang hết sạch đồ rồi. Cái lần, cái liền má nó cầm một đánh nó chọi mà cũng chết được. À, mà có thể thấy hai cái thanh màu đỏ hai bên nhá. Đấy, đó là thanh thật sự gốc, cái màn hình gốc của mình á. Cái màn hình 16:9 á. Bạn có thể thấy hai góc màu trắng ở cuối màn hình đó, đó chính là phần bạn được thêm bút thêm ở cái setting chỉnh độ phân giải đó. Bạn có thể thấy rõ là mẹ ơi, một cái chế độ nhảy thằng quỷ này. Một mình mày ta đánh mày luôn, vâng, một mình nó mà mình cũng chết đấy. Ok, thì nói chung mình cái clip này mình cũng chỉ demo cho cái đoạn gọi là một số giao diện, một số chỉnh lại giao diện, một số chỉnh lại hiệu ứng màu sắc, một số setting cho bạn chơi cho nó dễ hơn thôi. Ví dụ như setting lượm đồ mình nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì tới vấn đề trải nghiệm game đúng không? Ừ. Mình chỉ nó chỉ giúp mình nhặt nhanh hơn thôi. Ừ, vậy thôi, đâu có ảnh hưởng gì tới nền hòa bình của thế giới. Ừ. Kiểu vậy thôi. Lúc mà bạn xài cái mod Restart á, bạn lúc mà bạn chơi game bạn ấn phím Home thì nó sẽ hiện lên các setting. Đây, setting là Senkiro HDR.
Mình đang dùng và mình không biết nó nằm ở khúc nào luôn. Hình như nó chưa xài sao chứ. Nó phải ok. Nó phải có cái chấm kiểu như vậy thì mới gọi là xài chứ. Đấy. Không biết tại sao hồi nãy giờ không thấy nó xài. Cái chế độ Dynamic nó sẽ đổi lại cái màu sắc của game. Theo ý bạn sẽ sửa lại một số thứ mà bạn thấy nó đẹp á. Mình nhìn thấy nó đẹp thì mình xài thôi. Rất khó để nói như thế nào là đẹp. Bạn hợp mắt của bạn là được. Cái màu này cũng nhìn cũng phải được này. Kiểu vậy, bạn cứ chỉnh thôi. Cài đặt thì đơn giản, mình nghĩ là đơn giản tại vì mình đã thử rồi, mình thấy nó tất cả các thứ đều cũng không có gì đáng để nhắc cả. Cứ làm theo lời tác giả nói là được. Bạn đọc đó, gọi là đọc edition của tác giả là được. Không có phải chỉnh gì ngoài ngoài những cái thứ gì mà họ nói cả. Họ nói cũng rõ lắm rồi. Chỉ riêng cái vấn đề màu á thì mình hơi khó để nói tại vì mỗi người họ sẽ có một quan điểm về màu. Đấy. Thế nên sẽ tìm một rừng luôn, mình thả là nó nhiều, quá nhiều. Cá nhân mình thì mình thích, các bạn thích cái màu này hơn này. Nói chung chỉnh xong thì bạn bấm home cái nợ cho nó mất đi. Ok, mình các bạn thích thấy cái màu này hơn. Đây, kiểu vậy thôi. Thì nói chung bạn sẽ cảm giác cái màu sắc hình ảnh trong game nó hợp ý, nó đẹp hơn á. Mình chơi mình có thấy nó thích thú hơn tại vì bản thân cái bạn chơi game PC á, nó mạnh hơn á, ở những cái điểm đó là nó có rất nhiều option tùy chọn để cho bạn nghịch bạn chơi. Chứ còn mà bạn chơi bản PC á, bạn chơi bản PC mà bạn không có chỉnh cái gì hết thì máy bạn mua mẹ PlayStation hay là Xbox hay là cái máy chơi game gì đó bạn chơi cho nó lành. Chơi PC mà không có tận dụng mấy cái đó mình thấy nó phí lắm thật sự á. Tại vì PC bản thân là nó đẹp hơn nhá. Đấy. Ok, và mình ngồi mình nói phép thế này thì tự nhiên mình thấy cái máy nó giật giật giật. Do cái phần mềm quay phim của mình nó là quay phim, thật ra nó không phải là quay phim của game mà nó chuyên để quay phim desktop thôi. Mình xài nó để mình quay phim tại vì có nhiều cái đoạn ở ngoài á mình cần nói ở ngoài, thế nên mình để nó dùng phần mềm quay desktop cho mình quay game. Nhưng mà chơi nó vẫn mượt mà thấy không vấn đề gì này, mình lắc thoải mái. Ok, đây ở đây bạn có thể thấy cái không gian của game rất là rộng thấy không, mình zoom ra được xa khoảng như 45, hình như 50% á, hồi nãy mình nhớ mình chỉnh 50 thì cái không gian nó sẽ rộng hơn như vậy. Kéo thế này thôi. Đấy. Man, cái con cầm súng này mình nghĩ là phải giết đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là những cái thể loại mà núp ở trên cây này mình phải cho nó xỉu hết, nhưng mà không biết tại sao cái game này nó không có cái chế độ nhảy, nó chế độ ám sát á. Nhảy từ trên xuống rồi nó sẽ bay thẳng vào địch thủ, nó ám sát luôn, mà đây nó lại không có cái chế độ đấy. Cái thằng của nợ này, mày chọc điên bố con mẹ. Mình đang tính nghỉ rồi mà nó làm thấy ghét. Mình sẽ đồ sát hết cái đám khỉ này luôn. Ôi mẹ chú này, móc kiếm này thôi, mày móc kiếm này thôi, tao chạy đánh đứa khác. Nó tại sao tụi nó bạn thấy mình ta? Game này nó vô lý vậy. Ok, đây mọi người thấy nhá, hai cái vạch hai bên lúc đó, đó là cái màn hình gốc của game đó. Hai cái còn hai cái khúc ngoài cùng là do nó mình chỉnh lên đó. Cậu đó bực váy rồi. Bỏ nè, đúng ra lúc mà mình nhảy từ trên này xuống mình sẽ phải chuyển sang cái chế độ
ánh sáng đó, mình nhảy xuống là mình đâm được một chết một thằng, sau đó mình lại bay lên. Nhưng mà cái game này nó không có cái chế độ đấy, không có làm trò cái là cái trò nhảy lên nhảy xuống được. Ok, tổng thể thì vậy thôi. Mình nghĩ mình nên chết đi cho rồi, không nên hồi sinh nữa. Thật sự thì tới bây giờ mình cũng không hiểu sao có lúc nó cho setting hồi sinh mà có lúc thì nó không. Nè, ok, tất cả các chữ đều được Việt hóa nhé. Thôi mình không chờ nữa, mình sẽ quit. Tại đã thường thì mình quit, mình sẽ ấn là anh tại đã bón luôn. Cái game này mình không hiểu sao lúc quit nó lại bắt mình bấm nhiều lần như vậy. Nè, đó. Xong đó bây giờ thì mới chọn quit. Tại sao nó lại làm nhiều cái thao tác quit đến như vậy? Trong khi bình thường nó sẽ phải có setting thoát toàn màn hình ngay từ đầu đúng không? Đấy, thì đấy là như vậy, bạn chỉ cần làm như vậy thôi. Cái frame rate lock thì thật ra mấy bạn nào có màn hình khoảng chừng 144Hz á thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn cái máy của mình thì mẹ nó được có 75Hz à, mà mặc định game thì nó lại 60 rồi thì mình nghĩ cũng chẳng cần. Và mình chơi mình cũng thấy mệt rồi. Thế nên mình cũng để nguyên chứ mình cũng không chỉnh gì cái frame rate. Frame rate thì nó phải chỉnh hơi nhiều. Bạn phải chỉnh ở trong Nvidia, bạn bỏ mấy cái chế độ Snip, các kiểu hết đi. Thì thật ra ở trong bài viết tác giả họ cũng viết hết rồi, thế nên mình cũng nói lướt qua thôi. Thì cái kiểu như vậy đấy, nó có một cái setting là Snip á, bạn off nó đi thôi. Thật ra thì máy mình bình thường mặc định mình cũng off rồi. Kiểu vậy thôi. Ok, thank you. Thật ra thì mình cũng không biết cái clip này có ai coi không nữa. Tại vì mình nghĩ là nếu ai chơi Sekiro mà họ đã chơi Sekiro thì họ cứ chơi thôi chứ nhỉ. Nó sẽ có rất có hỏi thôi, chứ thật sự cũng hơi hiếm ai mà search Google hay là search Facebook hay là search cái gì đấy mà nó ra được cái bài viết này thì nó cũng hiếm vãi chưởng rồi đấy. Thế là mình cũng không biết được có bạn nào thật sự là có chơi Sekiro và vô tình thấy được cái clip này không nữa. Nếu mà vậy thì nó hài lắm á. Ok, thank you, bye bye.